kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong năm vừa qua, với quyết tâm chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách nhà nước, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và điển hình trong đó là việc ngành thuế triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn trên toàn quốc, tập trung tại Tổng cục Thuế. Đến nay thì áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã giúp cho doanh nghiệp giảm được thời gian đăng ký phát hành hóa đơn, đồng thời kiểm soát được doanh thu của doanh nghiệp và cơ quan thuế cũng có thể quản lý triệt để việc phát hành hóa đơn của doanh nghiệp. Vậy sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp cho công tác chống thất thu thuế như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại lợi ích cho cả ba bên, người bán, người mua và cơ quan quản lý, trong đó có cơ quan thuế. Đặc biệt hiện nay trong nghị định sửa đổi cũng đã có những quy định chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về cho cơ quan thuế để quản lý tập trung. Cụ thể, dự thảo nghị định sửa đổi có quy định rõ, người bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn phục vụ công tác quản lý thuế theo thông lệ quốc tế với 5 nội dung. Theo đó, khi toàn bộ doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử, thì ngành thuế sẽ có hệ thống cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử đó có thể phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, phân tích rủi ro doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh. Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, thì thông tin về hóa đơn của doanh nghiệp được tập trung tại cơ quan thuế một cách liên tục, nên cơ quan thuế có ngay thông tin về doanh thu, chi phí hàng ngày của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện ra những bất thường khi doanh nghiệp xuất hóa đơn. Cơ quan thuế, cơ quan khác của nhà nước không cần phải thực hiện xác minh hóa đơn như hiện nay, đồng thời dễ dàng áp dụng xuất từng hóa đơn riêng lẻ cho cá nhân kinh doanh, cho các doanh nghiệp bị cưỡng chế về nợ. Tuy có nhiều lợi ích mang lại từ việc sử dụng hóa đơn điện tử như giảm thiểu chi phí in ấn, lưu giữ cũng như mất mát hóa đơn, ở Việt Nam vẫn phải chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy dưới hình thức chuyển đổi hóa đơn điện tử nhằm phục vụ mục đích chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa khi lưu thông. Trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy không phải thực hiện việc này vì không có quy định xuất xứ hàng hóa đi đường. Mặc dù vậy, trong nghị định sửa đổi khi đề cập đến quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, có đề cập nội dung hóa đơn điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường, để đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu, để kê khai thanh toán vốn ngân sách. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy, tương tự như quy trình tờ khai hải quan điện tử. Các chuyên gia cũng kỳ vọng rằng khi ra đời, nghị định sửa đổi sẽ không bắt buộc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ nhằm đảm bảo lợi ích của hóa đơn điện tử. Một trong những yếu tố quan trọng giúp ngành thuế đạt được chỉ tiêu thu ngân sách mà Quốc hội đã đề ra trong năm vừa qua, đó chính là tăng cường công tác thanh kiểm tra thuế, chống thất thu thuế. Và hóa đơn điện tử được coi là một giải pháp hữu hiệu nhằm giúp minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp. Còn đối với cơ quan thuế thì công tác thanh kiểm tra sẽ trở nên đơn giản hơn, dễ dàng hơn, từ đó có thể chống thất thu ngân sách nhà nước. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên VTV. Nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện và không mất quá nhiều chi phí, đó là những nhận xét của doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính thì hóa đơn điện tử còn giúp cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được cạnh tranh, bình đẳng và công bằng. Nay là chúng tôi đã dùng hóa đơn điện tử và chúng tôi thấy rất là nhàn. Một cái hóa đơn là ngày xưa là in ra xong đến lúc lỗi là cái thứ là phải xin rất là vất vả. Thì bây giờ là kể cả những cái việc đấy lỗi là mình có thể sửa trực tiếp trên hệ thống phần mềm để làm sao là mình có thể sửa đổi cho khách hàng. Cái thứ hai là các cái hệ thống đấy luôn luôn cập nhật đối với cơ quan thuế thì cái việc báo cáo thuế của mình nó chính xác. Đấy, cái việc ngày xưa là khi mà chúng ta in hóa đơn giấy thì rất phần lớn các công ty đều làm hai sổ để làm sao để tránh được một phần thuế. Nhưng khi mà làm như thế này thì không thể làm hai sổ được. Chỉ làm có một loại sổ duy nhất là cơ quan thuế và doanh nghiệp cùng quản lý trên hệ thống kế toán của chúng ta. Theo các chuyên gia, sử dụng hóa đơn điện tử còn khiến việc tiếp xúc giữa cán bộ thuế và người nộp thuế được hạn chế tối đa, giảm được những nhũng nhiễu phiền hà và những chi phí không chính thức, từ đó khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầy đủ nghĩa vụ thuế. Nghĩa là nếu mà chúng ta mà đạt được kỳ vọng như vậy thì sẽ giảm tối đa các thời gian, các cái bước, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế cho các doanh nghiệp. Và một phần nữa là các cái chi phí
mà chính thức và những chi phí mà không chính thức sẽ được giảm tối đa tiếp trong 2017. Bởi vì khi chúng ta đã công nghệ thông tin vào rồi thì cái việc mà ngành thuế và doanh nghiệp là chúng ta đều bằng sử dụng một công nghệ thông tin. Do vậy mà cái việc mà chúng ta làm việc trực tiếp với nhau giữa cán bộ công chức và doanh nghiệp sẽ được hạn chế tương đối tối đa. Và cái việc giao dịch giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp là giảm đi tối thiểu. Giảm tối thiểu thì chúng ta sẽ giảm rủi ro và giảm cả những cái khía cạnh mà giữa người với người mà không đáng có. Đấy. Và tôi nghĩ là cái đấy là một sự cải thiện đáng kể. Đặc biệt so với hóa đơn giấy có thể dễ dàng hủy bỏ, tẩy xóa và thay đổi, thì đối với hóa đơn điện tử, nếu có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo đúng định dạng gửi cho người mua đến cơ quan thuế theo đường điện tử. Theo các chuyên gia, với quy định này sẽ giúp cho cơ quan thuế dễ dàng quản lý, thanh kiểm tra cũng như là tránh được tình trạng gian lận, trốn thuế. Thì mọi giao dịch của doanh nghiệp được ghi nhận, chính vì vậy mà nó giảm cái việc mà trốn thuế và nó cũng duy trì cái sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Tôi cho rằng cái cơ quan thuế chắc chắn là được giảm được rất nhiều, có được rất nhiều lợi ích. Lợi ích ở chỗ rằng là tăng thêm được nguồn thu của mình. Lợi ích thứ hai là cũng giảm được nhân lực. Bởi vì hiện tại ngay cả để tiến hành hoàn thuế giá trị gia tăng chẳng hạn thì phải đi xác thực những cái hóa đơn mà trong bộ hồ sơ của doanh nghiệp. Thì nếu mà áp dụng rộng rãi cái hóa đơn điện tử có mã xác thực thì chắc chắn là những cái hoạt động quản trị, quản lý trong chính cơ quan thuế cũng đã giảm rất là nhiều. Có một bộ phận người nộp thuế họ không muốn thực hiện cái hóa đơn điện tử. Vì rất đơn giản, đấy chính là những cái người nộp thuế mà họ có ý đồ là trốn thuế, gian lận thuế. Vì nếu mà thực hiện hóa đơn điện tử thì họ không trốn được nữa. Nó có cái dấu vết của giao dịch trong cái hệ thống. Bên cạnh đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử còn giúp cơ quan thuế dễ dàng kiểm soát, phát hiện nhanh chóng được những doanh nghiệp nợ thuế, gian lận thuế, từ đó có thể kịp thời truy thu giúp cho ngân sách nhà nước không bị thất thu khi mà hiện nay số doanh nghiệp nợ thuế và trốn thuế ngày càng gia tăng. Là rất khó kiểm soát những cái giá trị thấp và kể cả giá trị cao, có khi mấy năm mới có thể đối chiếu mới kiểm soát được, thì lúc đấy đã vỡ nở và lúc đấy nó đã không thu hồi, không xử lý được rồi. Thế còn hóa đơn điện tử thì với cái hệ thống công nghệ, hệ thống quản lý hiện nay thì hoàn toàn có thể là xử lý trong một vài tiếng, thậm chí tức khắc thì phát hiện ngay và loại trừ ngay được tất cả những cái thứ gian lận, hạn chế tối đa. Trong xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, tạo thuận tiện cho người nộp thuế, cũng như đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước, từ đó hạn chế tình trạng thất thu thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại, minh bạch. Tuy nhiên, thì để hóa đơn điện tử trở nên phổ biến hơn thì cần rất nhiều nỗ lực của cơ quan quản lý, của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để thay đổi nhận thức và tư duy của cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay, hóa đơn trong nhận thức của đại bộ phận người dân Việt Nam vẫn là chứng từ giấy. Hóa đơn điện tử chưa được nhiều người biết đến và sử dụng. Đặc biệt, với thói quen sử dụng mặt của người dân cũng là một hạn chế dẫn tới hóa đơn điện tử chậm được áp dụng và triển khai trên quy mô lớn. Việc người tiêu dùng mà không lấy hóa đơn cũng là một cái trường hợp khá phổ biến ở Việt Nam. Nó liên quan tới tâm lý người Việt và đặc biệt nó cũng liên quan tới những cái kẽ hở trong quản lý pháp lý. Để mà tạo cái gọi là áp lực cũng như là cái động lực cho cái việc sử dụng các cái hóa đơn một cách nó đầy đủ, kể cả phía doanh nghiệp cũng như phía người tiêu dùng đó, thì Bộ Tài chính nên có quy định bổ sung thêm những cái chính sách chế tài. Nếu như người mà nhận hóa đơn sẽ được có những cái khuyến khích cả về mặt thuế thu nhập rồi cả về những cái điều kiện tài chính khác, thì như vậy họ sẽ gia tăng cái việc mà xin và đòi hỏi các cái hóa đơn. Còn đối với doanh nghiệp, nếu họ không đưa, họ cố tình không đưa đó, thì có những chế tài phạt thật nặng để nó tạo ra cái áp lực buộc họ phải đưa. Mặt khác, không ít doanh nghiệp đã lợi dụng sự nhập nhèm trong giao dịch sử dụng tiền mặt để lập công ty với mục đích mua bán hóa đơn, hoặc không ít doanh nghiệp đã cân đối thu chi bằng cách mua hóa đơn đầu vào. Trong những trường hợp này thì hóa đơn xuất ra thực nhưng mà giao dịch lại là giả, không có hoạt động trao đổi hàng hóa nhưng vẫn có hóa đơn được xuất ra. Chúng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề sử dụng hóa đơn điện tử thì người ta hy vọng rằng là khi có xác thực của cơ quan thuế thì người ta yên tâm. Không hẳn là như vậy, bởi vì cơ quan thuế chỉ xác thực được là cái doanh nghiệp mà có hóa đơn phát hành đó đang tồn tại, đang hoạt động. Còn họ hoạt động có hợp pháp hay không, cái hóa đơn đó có tiền gắn với hàng hay không thì không nắm được.
và tại thời điểm đó họ chỉ biết rằng như vậy là doanh nghiệp có gửi cái hóa đơn đó qua cơ quan thuế rồi, cơ quan thuế chuyển đi và cái doanh nghiệp tài thiện bảo đang hoạt động. Thậm chí bây giờ nó hoạt động nhưng hóa đơn đó là hóa đơn của doanh nghiệp là không có kinh doanh mà phát hành hóa đơn thì tại thời điểm đó không có xác định được. Theo các chuyên gia, hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước cùng với bộ ban ngành liên quan trong việc thanh tra kiểm soát hàng hóa vẫn đòi hỏi hóa đơn giấy, nên việc đồng bộ cũng là vấn đề gây quan ngại khi áp dụng hóa đơn điện tử. Đấy là một cái chuyển động đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước khác nhau. Nếu mà cơ quan thuế thì chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử, nhưng mà những cơ quan quản lý khác thì vẫn yêu cầu những cái hóa đơn giấy thì rõ ràng là tạo ra khó khăn. Chính vì vậy một cái giải pháp mà ban soạn thảo có nêu ra là phải cung cấp một cái hệ thống để làm sao mà các cơ quan quản lý nhà nước khi cần thiết thì có thể truy cập hệ thống để có thể biết được những cái giao dịch, biết được những hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh mạng luôn diễn biến phức tạp, rất nhiều hacker phá hoại, ăn cắp thông tin gây những thiệt hại lớn. Chính vì thế các doanh nghiệp cũng rất lo ngại về hạ tầng công nghệ thông tin, không chỉ của doanh nghiệp mà ngay cả cơ quan thuế liệu có đảm bảo hay không. Cái hóa đơn có mã xác thực cơ quan thuế, cái việc truyền dữ liệu hiện nay như thế nào, cái cơ sở dữ liệu cơ sở của hạ tầng của cơ quan thuế đã đáp ứng được chưa, và theo cái cách mở của cái cách thiết nghị định này thì chúng tôi đang cho rằng là ở đây doanh nghiệp tự lựa chọn có thể áp dụng hóa đơn điện tử hoặc là áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Có thể khẳng định rằng việc áp dụng hóa đơn điện tử rất cần thiết cho công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Chính vì thế, việc tháo gỡ những khó khăn cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ kỹ thuật và công nghệ thông tin của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước là điều cấp thiết cần làm hiện nay để có thể triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước. Có thể lập hóa đơn thì không ai có thể tránh được cái chuyện là sai sót nhầm lẫn. Thì cái việc mà sửa hóa đơn, hủy hóa đơn thì chúng tôi cũng sẽ phải cung cấp những cái tính năng đó trên hệ thống để làm sao người doanh nghiệp có thể thực hiện những cái động tác về hủy, về sửa. Tất nhiên hủy sửa như thế nào thì phải có quy trình, và hủy sửa thế nào phải có những cái lưu vết để chúng tôi khi cần chúng tôi có thể chặn giữ được, để đảm bảo rằng là cái việc hủy đó, việc sửa đó là có cơ sở chứ không phải là cứ lập rồi hình, cứ lập rồi hình. Và tất nhiên là với cái khả năng của các công nghệ tin thì chúng tôi hoàn toàn có thể giám sát được tất cả những hoạt động đó, tránh những câu chuyện là ta tạm gọi là những câu chuyện mà cái hành vi nó hơi tùy tiện. Cũng giống như là những cái hàng hóa khác, khi mà đã sản xuất kinh doanh là phải quản lý được, phải đảm bảo chống gian lận được, chứ còn cái việc mà lưu thông thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi, cùng với cái việc quản lý hàng giả rồi kinh doanh trái phép và những cái vi phạm bản quyền thì rõ ràng là nó phải có rất nhiều cái biện pháp đồng bộ khác. Chứ còn cái việc mà hóa đơn điện tử thì đương nhiên là sẽ phải tiếp tục nghiên cứu có những cái cơ chế để thay thế để đảm bảo được cái kiểm soát hàng hóa lưu thông. Xác định thực hiện, quyết tâm thực hiện thì tôi nghĩ là sẽ có những cái biện pháp tích cực. Về mặt pháp lý thì chắc chắn sẽ có những cái sửa đổi để yêu cầu người nộp thuế bắt buộc phải thực hiện cái hóa đơn điện tử khi có đủ điều kiện. Thực ra chúng ta cũng phải thấy rằng là trong một số trường hợp thì không thể bắt buộc người nộp thuế là phải thực hiện hóa đơn điện tử, nếu như ở những cái hộ kinh doanh nhỏ này, rồi các cái doanh nghiệp nhỏ mà họ chưa có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin ở những cái hạ tầng, cái vùng sâu vùng xa. Nhưng mà ở những vùng thành phố và những cái nơi có điều kiện kinh tế phát triển, đã có hệ thống internet và máy tính phát triển thì chắc chắn là cái này là có thể triển khai mở rộng được. Và đây là một cái chủ trương đúng, vừa tạo điều kiện giảm chi phí, tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thuận lợi, lại vừa giúp kiểm soát các cái giao dịch của người nộp thuế để ngăn ngừa trốn thuế, gian lận thuế. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình của chúng tôi trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật thông tin qua trang Facebook của kênh truyền hình VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.